Xin chào các bạn, hôm trước chúng ta có nói về thế nào là đất vô cơ, thế nào là đất hữu cơ, đúng không ạ? Và cái quá trình hình thành đất hữu cơ và vô cơ như thế nào? Hay là chúng ta đã phân biệt giữa phân chuồn quế nguyên chất, tức là một loại giá thể hữu cơ 100% với lại đất mà có chứa nhiều thành phần vô cơ hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về các cái thành phần cơ giới của đất. Thành phần cơ giới tức là nói tóm lại là cái thành phần cơ giới tức là những thành phần mà bao gồm là ở bên trong một cục đất như thế nào, ví dụ như là cái lượng đất sét là bao nhiêu, lượng sét là bao nhiêu, lượng thịt là bao nhiêu, lượng cát là bao nhiêu ở trong đất, tức là thành phần cơ giới chỉ chẳng qua là cái tỷ lệ cái loại hạt đó ở trong đất mà thôi. Mà tỷ lệ cái loại hạt đó thì chính là cái độ lớn của hạt, hay còn gọi là thể tích của hạt. Thể tích của hạt càng lớn thì cái lượng cát càng nhiều, và thể tích của hạt càng nhỏ thì là lượng đất càng nhiều, đúng không ạ? Và cái loại hạt mà càng lớn thì lại càng chứa ít chất dinh dưỡng, và chủ yếu ở đây thì chúng ta là thành phần cơ bản của những cái loại hạt đấy chính là silicat. Ở đây hay còn gọi là SCO2 là thành phần chính của cát. Để cái thành phần cái hạt đấy càng lớn, tức là cát càng lớn thì cái lượng khoáng thì càng ít đi. Và hạt càng nhỏ thì là lượng chất dinh dưỡng là càng lớn. Ví dụ như là chúng ta có thành phần sét là cát thứ sinh, là silicat thứ sinh, thì thành phần chính của khoáng sét này đó chính là cái yếu tố dinh dưỡng như là kali hay là canxi hay là magie, vân vân. Và nếu mà mịn nữa thì là gì? Mịn nữa thì là loại đất mịn trung bình thì là loại đất thịt, đúng không ạ? Như vậy thì đất càng sét thì là lượng dinh dưỡng thì càng lớn, vân vân, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta vẫn có thể cái phương pháp mà chúng ta phân tích cái đất ở trong cái thành phần cơ giới ở trong cái một cái cục đất, thì chúng ta thường hay sử dụng phương pháp, thứ nhất là phương pháp lắng đọng, tức là sử dụng chất lỏng, và thứ hai là sử dụng phương pháp vê tay theo dạng như là chúng ta là thủ công, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái phương pháp phân tích mà chúng ta sử dụng để biết được cái thành phần cơ giới ở trong đất. Thì chúng ta có thể phân biệt cái thành phần cơ giới theo hai cái loại. Thứ nhất là gì? Cấp hạt, tức là gì, theo cái mm. Ví dụ như ở đây thì thế nào là đất thịt? Đất thịt thì là có cái kích thước trung bình từ là 0,005 đến 0,01 mm. Hay là đất thô, đất thịt thì hai loại là đất thịt trung bình và đất thịt thô. Hay đất cát thì cái kích thước của nó lớn hơn, ví dụ như là từ 0,05 đến 0,25 mm này. Hay đất sét này, đất sét thì nó nhỏ hơn, mịn hơn, đúng không ạ? Nó trung bình từ 0,005 đến 0,001 mm. Đó là kích thước của đất sét. Như vậy là sét là thành phần mịn nhất, sau đó đến cát, quên, sau đó đến thịt, và sau đó đến là đất cát. Thì tuy nhiên đấy là cái hạt càng mịn, đúng không ạ? Cái tỷ lệ sét càng cao, hạt càng mịn thì cái thành phần, cái khoảng cách, khoảng trống về 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 giữa các hạt là rất là thấp. Ví dụ như là để mà cho oxy hay là để cho nước có thể lọt vào được, cho nên là đất sét thì rất là khó có thể thấm nước được, và cây cũng khó có thể hô hấp được ở trong đất sét. Còn đất cát thì thành phần, khoảng cách giữa các hạt nó quá lớn, và cái lượng, cái loại vật chất mà tạo lên nó thì đơn điệu, cho nên là cái hạt rời rạc. Mà chính vì nó rời rạc như vậy cho nên là cái hạt nó không thể giữ được nước, và cũng mặc dù là có cái thành phần oxy hay là thành phần không khí giữa các hạt là rất là lớn, tuy nhiên là lại không giữ được nước. Vậy vậy thì đất thịt đây thì là cái tỷ lệ dạng trung bình thì nó lại có thể là đảm bảo hai yếu tố, một là gì, khoảng cách giữa các hạt để tạo cái khoảng khe hở cho rễ cây hoạt động, hai là có khả năng giữ nước được. Như vậy đất thịt vẫn là tốt nhất trong các loại khoáng chất ở đây chúng ta có được, đúng không ạ?